Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia, cảm ơn Chúa. Chào ông bà anh chị em. Alleluia. Ông bà anh chị em là cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi trở thành gì nhỉ? Muối và ánh sáng của thế gian. Thực ra trong Luca nói cái này là các ngươi là muối của đất. Và nếu muối mất mặn đi thì không làm phân được. Ồ, nghe không làm phân được. Không phải anh chị em biết đấy, nhớ cái câu thánh không? Ở trong bản dịch mới ấy, bản dịch 2010 ấy, đó là đúng cái tiếng Hy Lạp ở trong cái bản kinh thánh 70 ấy, dịch ra ấy, là các ngươi là muối của đất, nếu muối mất mặn đi thì không làm phân được, phân bón ấy. Tôi mới nghĩ rằng là nếu như mình mà mất mặn đi mà không làm, thậm chí phân nó còn không làm nổi nữa thì khủng khiếp thật đấy. Nhưng mà đấy lại chính là bản dịch của Kinh Thánh. Vậy thì thế cho nên chính vì thế đợt vừa rồi chúng ta có một cái đợt thời gian mà chúng ta học cùng với nhau rất nhiều những bài học liên quan đến việc định vị bản thân. Mất gì thì mất nhưng không được mất chất. Quay sang người cạnh nói tôi cái mất gì thì mất nhưng không được mất chất. Tại vì nếu như mất chất thì không làm mất chất thì thậm chí không làm phân được. Khủng hoảng thật. Cho nên bây giờ mình nghĩ vào cuộc sống của một người theo Chúa, cuộc sống của một người cơ đốc nhân, thì cái chất của một người cơ đốc nhân là gì? Chất của một người cơ đốc nhân là gì? Tôi nhiều khi chúng ta nghĩ một người cơ đốc nhân là một người trung tín nhóm lại. Câu trả lời là không phải đâu. Thực ra là bạn không cần trung tín nhóm lại, bạn vẫn có thể là cơ đốc nhân mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, nhưng hội thánh khích lệ chúng ta nhóm lại. Một trong những ưu tiên của người theo Chúa ấy, đó là chúng ta không công cùng nhau. Còn một người không có sự không công ấy, thì thực tế ra là rất là khó khăn trong cuộc sống. Giống như kiểu sống cô đơn ấy, thì Chúa bảo là loài người một mình thì không tốt. Sống cô đơn thì không hạnh phúc đâu. Nhưng mà việc đi nhóm ấy, nó lại không phải là chất quan trọng nhất của cơ đốc nhân đâu. Vậy thì là gì? Là sự thờ phượng Chúa. Bởi vì có nhiều khi mình đi nhóm nhưng mình lại chưa chắc đã thờ phượng đâu. Bởi vì có nhiều khi mình đi nhóm nhưng ở nhà, cái đi nhóm nó chỉ có một tuần, giống thầy Hải bảo ấy, một tuần có một lần có 2 tiếng thôi. Chất của cơ đốc nhân là sự thờ phượng. Chất của cơ đốc nhân là gì? Là không phải là nghe bài giảng đâu. Thực ra là như thế. Bởi vì ông bà anh chị em, tôi để ý rằng phần lớn ngày nay người ta đi nhóm có mang Kinh Thánh đâu. Mà có lẽ đây là một văn hóa mà mình phải thay đổi. Không những phải mang Kinh Thánh mà còn phải mang cả bút nữa, để còn viết vào. Ok. Bởi vì sao vậy? Bởi vì làm sao mà nghe được, học được, nhớ được mà nếu như mình không mang Kinh Thánh và bút. Nhưng mà chất của người cơ đốc nhân lại không phải là nghe bài giảng. Thế vì hay. Đúng, Kinh Thánh dạy chúng ta nên nghe bài giảng. Bởi vì khi Kiên nói cái này, sự giảng giải lời Chúa cho tôi sự thông sáng. Vậy thì mình có nghe bài giảng, nhưng mà nghe bài giảng để làm gì? Chất của cơ đốc nhân là suy ngẫm lời Chúa. Cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn cận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Thì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Bao nhiêu người giữa vòng chúng ta ấy, muốn cuộc đời của mình ấy, là một cuộc đời không may mắn nha. May không ai giơ tay. Tí nữa thì giơ tay. Bao nhiêu người muốn cuộc đời của chúng ta ấy, là một cuộc đời mất phước nhỉ? Bất hạnh nhỉ? Không muốn đúng không? Vậy thì quay trở lại, cái làm cái nào để cuộc đời của mình trở thành cuộc đời may mắn? Không phải. Chính xác. Phải giữ vững cái câu Kinh Thánh mà mình vừa mới đọc ấy. Đừng có chạy lan man. Giữ vững cái câu Kinh Thánh vừa mới đọc ấy. Là gì nhỉ? Cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi.
Hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Thì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ôi như vậy là làm thế nào để sống cuộc sống may mắn? Chính xác. Suy ngẫm lời Chúa và cẩn thận làm theo lời Chúa. Tôi nghĩ về cuộc đời của mình thì tôi thấy rằng là trước cái tuổi 20 ấy, cuộc sống của tôi không may mắn. Sinh ra trong một gia đình tôi cảm thấy cũng không may mắn. Thì bố tôi bảo ấy là vợ tao có phải mình tao sợ đâu, cả xóm này sợ chứ không mình tao đâu. Mẹ tôi đấy. Nhưng mà mẹ tôi sau này tin Chúa, cảm ơn Chúa. Nhưng mà tôi ngẫm về cuộc đời của mình là như thế. Nhưng mà sau tuổi 20 thì tôi thấy cuộc đời của mình rất là may mắn. Và một trong những chìa khóa của sự may mắn đấy, tôi nghĩ là suy ngẫm lời Chúa không phải một tuần một lần, mà là ngày và đêm. Yêu lời Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Ngài cho chúng con được cảm nhận được vị ngọt trong lời của Ngài. Amen. Amen. Đấy mới là chất của chúng ta. Chất của người cơ đốc nhân là không phải nghe giảng đâu. Chất của người cơ đốc nhân là suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm. Amen. Thì chính vì thế nên buổi ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ ông bà anh chị em. Một trong những điều tôi muốn chia sẻ ông bà anh chị em là chúng ta cùng... Sao lại ra tiếng nhỉ? Mình đang đóng vào. Đang nói chuyện nó không liên quan đến cái đấy cái đã. Nên một trong điều ngày hôm nay tôi muốn nói chuyện ông bà anh chị em liên quan đến việc làm thế nào để chúng ta có thể suy ngẫm lời Chúa. Bởi vì tôi phát hiện ra nhiều khi ấy, rất nhiều người chúng ta đọc lời Chúa mà không hiểu. Chúng ta biết không, một trong lý do chúng ta đọc lời Chúa mà không hiểu ấy, bởi vì chúng ta nghĩ lớn quá. Nghĩ lớn quá. Toàn nghĩ những cái vĩ đại không à. Toàn nghĩ những cái to tát đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại không nhìn vào tiểu tiết ở trong lời Chúa. Đi nhỉ? Tiểu tiết trong lời Chúa. Bạn thử làm một cái hợp đồng ủy quyền đi. Ra công chứng làm một cái ủy quyền đi. Xem là chúng ta chỉ đọc chữ lớn hay đọc cả chữ nhỏ. Nhiều ông chỉ đọc mỗi cái chữ lớn không? Anh ấy ký chỗ nào để em ký. Cái xoạch phát. Xong rồi chữ nhỏ không đọc. Trong đấy ghi là ủy quyền kể cả bán nhà. Đúng không? Đúng không? Cái nếu như cái giấy ủy quyền ấy mà chúng ta còn phải đọc cả chữ nhỏ, huống chi là lời Chúa. Đúng không nhỉ? Nhưng nhiều khi đọc lời Chúa chúng ta toàn đọc chỉ chữ lớn thôi. Đọc toàn cái to. Đọc cả một đoạn. Xong rồi bảo chả hiểu gì cả. Bởi vì có tập trung vào tiểu tiết đâu. Cho nên chính vì thế ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa. Và tôi hy vọng là hướng dẫn ông bà anh chị em học lời Chúa. Mà tôi cực sự nghĩ rằng Hội Thánh chúng ta có một thứ có thể thay đổi ngay từ tuần sau, mà nó sẽ giúp Hội Thánh của chúng ta lên một tầng cao mới. Tôi cực sự tin ấy. Nếu như chúng ta thực hành, Hội Thánh chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. Anh chị em nhìn bạn An ấy. Bạn ấy không phải xuất thân là cao, nhưng mà bạn ấy đang thực hành cái việc đấy. An thử đứng lên cho mọi người nhìn cái, mọi người nhìn cái là An đang thực hành cái việc gì. Đứng cầm cả đồ nghề lên chứ. Đấy, giơ hẳn đồ nghề lên xem nào. Là cái gì ấy nhỉ? Em đứng lên đây vì cớ của mấy ông cameraman, em đứng lên đây em giơ những gì em đang cầm trong tay thử xem là kêu chúng ta thì chúng ta lên thay đổi cái gì. Đây là một bộ đồ nghề đi nhóm chuẩn. Đứng vào đây. Đấy, đứng dơ hẳn lên. Chuẩn chưa? Cho An chẳng vào tay. Đấy, thế này tôi bảo là rất tự hào là học viên của lớp thanh niên tinh nhuệ. Bởi vì lớp thanh niên tinh nhuệ đây là một bộ đồ nghề đi học chuẩn. Và ông bà anh chị em, đây là một bộ đồ nghề đi nhóm chuẩn. Chúng ta vỗ tay yếu thế. Có Kinh Thánh này, có sổ này,
có bút này. Đấy. Ok. Đồ nghề ba đồ, đồ nghề ba thứ. Ok. Quay ra người bên cạnh nói đi nhóm phải cầm đủ đồ nghề đi. Đấy. Cảm ơn em, chú ban phước cho em. Đấy. Đấy. Khi chúng ta với chuẩn được. Đúng cả nhà. Đúng không ạ? Chắc không? Bởi vì tôi dám chắc rằng nếu không có gì thay đổi thì hội thánh chúng ta cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng mà nếu như có sự thay đổi thì hội thánh chúng ta sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Đúng không nhỉ? Người nào là người dễ bị lừa nhất theo Kinh Thánh? Y Kiên chương số 1, cuộc đời của một người mà lại bị lừa theo mưu kế của kẻ dữ, bị lừa đứng trong đường tội nhân, bị lừa ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, thì đời người đấy như rơm rác gió thổi bay đi. Đúng không nhỉ? Khi kia chương số 1. Nhưng mà người nào là người sẽ không bị lừa? Nhưng phước cho người nào vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như gì nhỉ? Cây trồng gần dòng nước. Ôi giời, cái cây mà nó trồng xa dòng nước ấy, ở nhà tôi có cái trồng một cái cây mà chúng tôi quên không tưới ấy. Nhìn nó gầy hơn cả cái ông ung thư 10 năm. Cái ông xạ trị 10 năm sau ấy, nhìn nó gầy như là da bọc xương. Nhìn cái cây của nhà tôi ngày đấy không tưới cho nó nhìn gầy khủng khiếp. Hẳn nào đời sống Cơ Đốc nhân nhiều ông gầy ơi là gầy. Như ông xạ trị ấy. Bởi vì sao vậy? Không có lời Chúa. Amen. Đấy mới là chất của chúng ta. Chất của chúng ta nằm trong lời Chúa. Amen không ạ? Ok, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra cái chất của mình. Amen. Và tôi rất biết ơn Chúa nhìn cái hội thánh của chúng ta, nhìn cái đội thanh niên học lời Chúa. Mà sao nó vui từ sáng cho đến chiều, sao mà nó thích thế không biết nữa. Thật nhỉ? Học lời Chúa vui từ sáng đến chiều. Tuyệt vời luôn, ông bà anh chị em. Cho nên chính vì thế, đấy là con đường để mở cánh cửa lớn. Ok, Kỳ Kiên đoạn 100 câu số 4. 2, 3. Hãy làm đàm mà bảo đặt cửa này. Hãy ngợi khen mà bảo hành lá này. Bây giờ ông bà anh chị em, đấy, khi mà người đọc ở câu này ấy, mình phải để ý là Chúa bảo vào cửa Chúa là vào bằng gì nhỉ? Vào cửa Chúa là vào bằng gì nhỉ? Cảm tạ. Vào bằng gì nữa? Ông bà anh chị em, nếu như mà ai đó ấy, mà đi siêu thị ấy, chắc là chúng ta để ý trong ở siêu thị, trước cửa siêu thị thường thường nó có cái cảm biến. Khi mà mình đi vào đấy ấy, thì cái cảm biến nó nhận ra mình ở đấy ấy, thì nó mở cửa. Nó có không? Có nhưng có. Chúng ta biết không? Cửa nhà Chúa cũng có cái cảm biến. Nhưng cánh cửa của Đức Chúa Trời cũng có cái cảm biến. Mà nó lại không cảm biến thân nhiệt. Bởi vì ấy, bạn đi vào cửa siêu thị ấy, thì nó chỉ cảm biến thân nhiệt thôi. À, đây là người sống cho vào. Bạn cứ vứt một con heo chết qua ra vẫn là thịt, nhưng mà nó không cho vào. Nó không mở. Tại sao vậy? Bởi vì nó là cục thịt, nó không sống. Nó không có thân nhiệt. Ok? Đúng không? Thì nó không cho vào. Nó không cửa, nó không tự động nó mở ra. Bởi vì cái cảm biến ở cổng siêu thị ấy, nó là cảm biến người sống. Nhưng trong cửa nhà của Đức Chúa Trời ấy, cũng có cái cảm biến. Mà có cảm biến này ấy, nếu mình đi vào, nó lại không cảm biến thân nhiệt với đâu. Nó không cảm biến thân nhiệt. Nhiều ông vẫn sống nhưng mà nó bảo cục thịt này không sống. Không mở. Cho nên chính vì thế có nhiều người trong số chúng ta bảo tại sao người khác được mở rất nhiều cánh cửa mà cuộc đời tôi lại không được mở. Có. Nhiều người khác hay bảo xong cuộc sống của người đó đi đến đâu là nhìn thấy cửa mới, còn tôi đi đến đâu là nhìn thấy cửa đóng. Thế là sao nhỉ? Bởi vì cái cảm biến nó phải cảm biến được cái gì đó. Đố cả nhà, cái cửa của Chúa đấy cảm biến cái gì? Wow! Cảm biến cái gì nhỉ? Sự cảm tạ và sự ngợi khen. Chúng ta đọc lại câu Anh Khánh này cái. 2, 3. Hãy cảm tạ mà vào các cửa ngài.
Tuyệt vời. Kinh Thánh Chúa bảo rằng nếu muốn vào cửa nhà Chúa gì? Vào bằng sự cảm tạ. Nếu muốn vào cửa nhà Chúa gì? Vào bằng sự ngợi khen. Đúng không ạ? Nếu như cái cảm biến nó cảm biến rằng là cái người này cần nhằn này, nó cam ram này, cái cảm biến nó cảm biến được một cái tấm lòng không cảm tạ này, sao cửa mãi nó không mở? Hello, cửa nhà Chúa dạo này cảm biến nó hỏng. Đúng không ạ? Nó giống y như kiểu chúng ta vứt một cái con heo chết ra trước cửa siêu thị, bảo sao cũng là thịt mà sao nó không mở? Tại sao vậy? Bởi vì trong cảm biến của cửa nhà Chúa, nó cảm nhận cái sự sống khi có sự ngợi khen mà thôi. Amen. Và đó chính xác là lý do tại sao có cái sách Thi Thiên dạy chúng ta một cuộc đời ngợi khen. Bởi vì ngợi khen Chúa là chìa khóa để mở các cánh cửa lớn của nhà Chúa. Nhưng mà cái nan đề nằm ở chỗ ấy, rằng là có phải ngày nào cũng vui như lúc cây hải hướng dẫn cờ phượng đâu mà ngợi khen Chúa được. Đúng không ạ? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nan đề của chúng ta rất nhiều khi là chúng ta ngợi khen Chúa bởi lấy động lực từ người hướng dẫn, chứ không lấy động lực của sự ngợi khen Chúa từ niềm tin về sự nhận ra Chúa là ai. Cho nên chính vì thế bảo cây hướng dẫn như cái này em buồn lắm. Đúng rồi, thầy hướng dẫn cái này em buồn thì có thể là đúng, nhưng không có nghĩa rằng hướng dẫn cái này em không thể ngợi khen được. Bởi sự ngợi khen Chúa nó không nằm ở người hướng dẫn, nó nằm ở thân nhiệt của chúng ta. Amen. Ông bà anh chị em, có một lần tôi nhớ khoảng 18 năm về trước, năm 2010 mấy năm về trước, ok, 2000, tôi không giỏi con số trong việc tính năm lắm, tôi hay bị nhầm cái chữ số này lắm. Vợ tôi, ông này ông nhầm một lúc mười mấy năm rồi. Hôm nọ giảng đám cưới ấy, bảo là vợ chồng chúng tôi năm 2002 là gặp khủng hoảng rất nhớn lớn. Vợ tôi bảo 2007 mới cưới mà vợ chồng ấy. Tôi bảo, à quên, 12. Ok, năm 2006 thì tôi ra Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi ra Hà Nội. Một lúc bây giờ thì chưa có hội thánh nào, bởi 2007 mới bắt đầu có hội thánh Ê-xê Chiên, 27 tháng 7 2007. Tôi có Ê-xê Chiên. Nhưng ấy, 27 tháng 7 năm 2007 mới bắt đầu có hội thánh Ê-xê Chiên. Đấy. Nhưng mà ngày đấy thì tôi ra Hà Nội từ năm 2006. Khi ra Hà Nội năm 2006, lúc bây giờ là cũng không có ai tin Chúa cả, nhiều ít người tin Chúa lắm. Thì tôi nhớ ngày đấy có nhà cô Hòa này, ngày đấy có nhà bà Điềm này, ngày đấy có một nhà, cô có một vài nhà tin Chúa đấy thôi. Thì tôi còn nhớ rằng là một trong những cái đợt ngày đấy là tôi lúc bây giờ rất là khó khăn về tài chính, khó khăn về bạn bè, khó khăn về mối quan hệ, khó khăn đủ đường ấy. Thế tôi còn nhớ rằng có một người thầy từ trong miền Nam gọi điện cho tôi. Cái là đang trên gọi điện hỏi, bởi vì tôi từ miền Nam đi ra mà, từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra. Tôi quê Hải Phòng nhưng mà lại lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Không phải là lớn lên thuộc linh về thành phố Hồ Chí Minh, từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra. Cái là người thầy của mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh gọi điện là, Cường ơi, tình hình em thế nào? Nghe được mỗi câu tình hình em thế nào, ngồi khóc tu tu trên điện thoại. Em cô đơn lắm, em khó khăn lắm, em chẳng tiền không có tiêu rồi. Nói chung là cái gì cũng khó khăn, khóc tu tu trên điện thoại. Thế là ở đầu dây bên kia nói rằng, Cường ơi, em cần cảm tạ Chúa. Anh bảo, thầy, trong lòng không dám nói, chẳng nghĩa nói thầy có vấn đề. Em khó khăn thế này, bảo em cảm tạ Chúa. Bảo, Cường ơi, đây là một trận chiến thuộc linh, em cần phải cảm tạ Chúa. Bởi vì ma quỷ nó muốn em nghĩ trong sự bế tắc và sống đời sống không biết cảm tạ. Em cần bước đi bằng linh tương phản. Ma quỷ nó muốn em càm ràm, nó muốn em cằn nhằn, nó muốn em khóc lóc, nó muốn em tủi thân, nó muốn em thương hại chính mình. Nhưng em cần
bước đi trong chiến trận thuộc linh, và vũ khí của chúng ta là sự cảm tạ. Tôi nghe thế tôi chẳng phục, bởi vì thầy ở mãi tít trong kia, thầy có hiểu được hoàn cảnh của em ở đây đâu mà thầy bảo em cảm tạ. Thế là thầy ở trong kia bảo, Cường ơi đi vào đây đi. Thế là ông ấy, cô đấy mua vé máy bay cho tôi, bay từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Hai cô trò ngồi với nhau và cô bảo bắt đầu chúng ta cảm tạ Chúa. Liệt kê tất cả những gì có thể cảm tạ Chúa được. Và em chả biết liệt kê cảm tạ Chúa được. Thử cố gắng liệt kê đi, em vẫn sống đúng không? Vẫn khở đúng không? Chưa bị ung thư đúng không? Và đúng rồi, thế cảm ơn Chúa đi em. Con cảm ơn Chúa vì con không bị ung thư. Bắt đầu liệt kê đời cảm tạ. Và 3 ngày liền chúng tôi chỉ ngồi với nhau và cầu nguyện cùng nhau. Nhưng chỉ sau 1 ngày đầu tiên tôi đã phát hiện ra mình có quá nhiều thứ cần ăn năn vì mình đã không bước đi trong đời sống cảm tạ. 3 ngày đấy sau khi ra về tôi cảm nhận thấy như mình được xuất viện. Không phải anh chị em. Bởi vì sao vậy? Lúc mình đi vào trong đó với lòng nặng nề, toàn những thứ bệnh tật của sự cằn nhằn, tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng ra về với sức lực của sự ngợi khen. Và tôi mới nhận ra rằng đó chính là chìa khóa quan trọng nhất của cơ đốc nhân, chìa khóa cảm tạ. Bước đi trong sự ngợi khen và cảm tạ, chúng ta chạm được vào cái cảm biến của Đức Chúa Trời, cảm biến của lòng ngợi khen. Khi có cảm biến của lòng ngợi khen, cánh cửa mới mở ra cho chúng ta. Tôi khích lệ ông bà anh chị em, nếu như chúng ta đối diện với nhiều cánh cửa đóng trên cuộc đời của mình, cánh cửa đóng trên hôn nhân, cánh cửa đóng trên kinh doanh, cánh cửa đóng trên sự nghiệp, cánh cửa đóng trên tài chính, cánh cửa đóng trên sức khỏe, cánh cửa đóng trên cuộc đời của chúng ta. Cách để mở các cánh cửa đấy trên cuộc đời của chúng ta là gì? Cảm tạ và ngợi khen Chúa. Amen. Nếu như chúng ta lâu rồi chưa bước đi với đời sống cảm tạ và ngợi khen Chúa, không, đời em thì cứ để gió cuốn đi, nó cứ cuốn đi đâu thì nó cuốn thôi. Nó cuốn lúc vui thì em cảm tạ, còn lúc em buồn thì để gió cuốn đi. Không, nếu như thế thì nó không có bản lĩnh của một người lớn. Trẻ con thì nó thế được, bởi trẻ con nó không có bản lĩnh, đúng không ạ? Trẻ con ấy, nó đau rồi nó ngồi nó khóc rồi, nó buồn thì nó ngồi nó dãy giụa, rồi nó đói thì nó ngồi nó làm căng thẳng lên cả nhà thôi. Nhưng người lớn chẳng nghe lại cũng hơi đói rồi, cũng dãy giụa rồi, cũng đau rồi, cũng ngồi khóc rồi, cũng làm căng thẳng lên cả nhà, cái gì nó chưa lớn. Nó gọi là thiếu bản lĩnh của một người lớn. Đúng không ạ? Người lớn ấy, là thậm chí lúc đau mình cũng có thể có bản lĩnh để chống lại cái đau đấy. Lúc buồn mình có thể có bản lĩnh để chống lại cái buồn đấy. Lúc cú vợ chồng mình lắm, nhưng mình vẫn có cái bản lĩnh để có thể giữ được mối quan hệ này. Amen không ạ? Thì đó mới gọi là một người lớn. Một người lớn là người có cái bản lĩnh của sự ngợi khen và thờ phượng, ngay cả khi trong hoàn cảnh không cho phép như thế. Vì mình không sống theo hoàn cảnh, mình sống theo niềm tin. Amen. Chúng ta cùng nhau đọc một chút ở trong Thi Thiên chương số 9. Và tôi sẽ nhìn qua, và một trong những cách để chúng ta có thể suy ngẫm lời Chúa là tôi gợi ý rằng là khi chúng ta đọc Kinh Thánh ấy, nếu như có bút ở bên cạnh ấy, lấy cái bút tìm tất cả những động từ có thể có được và khoanh tròn động từ. Rồi sau đó ấy, mình sẽ tìm các động từ chung, các đối tượng. Tôi thường hay khích lệ ông bà anh chị em là lấy động từ làm trung tâm, lấy danh từ làm đối trọng. Đối trọng có nghĩa là gì? Một động từ thì phải có một danh từ đi trước, một danh từ đi sau. Ví dụ như con ngợi khen Chúa thì có phải có 2 danh từ không? Có hai đối tượng không? Đúng không? Con là một đối tượng, Chúa là đối tượng thứ hai, là hai cái đối trọng đúng không? Cái lấy cái gì làm trung tâm nhỉ? Ngợi khen là động từ làm trung tâm. Đấy, cách đấy là rất là hay, rất là dễ. Chúng ta cứ chỉ vần, tại vì không phải lúc nào cũng là chữ con với chữ Chúa thì chúng ta lại bảo là lấy chủ từ với lại vị từ, không cần. Cứ lấy động từ làm trung tâm và lấy danh từ làm đối trọng.
Đấy, quay sang người bên cạnh nói, động từ làm trung tâm, danh từ làm đối trọng. Đối trọng là hai cái đối với nhau ấy, đúng không? Thì luôn luôn là động từ nó phải thế mà. Nó phải thế, cứ luôn luôn là có động từ nhá. Thì cách để chúng ta đọc để chúng ta dễ hiểu, cứ bây giờ chúng ta đọc từ câu 1, đương nhiên là Kỳ Kiên chương số 9 này thì nó có 20 câu. Nếu như chúng ta đi nhóm mà đầy đủ đồ nghề thì rất dễ. Còn nếu chúng ta đi nhóm mà không đầy đủ đồ nghề là tôi đoán rằng chỉ sau 10 phút nữa là kể nào cũng có người đang ở trong coi như khu rừng khó ra. Ok. Nhưng mà ông bà anh chị em coi lần này mình cố gắng, lần sau mình đầy đủ đồ nghề sẽ dễ hơn rất nhiều. Ok. Bây giờ cái này, từ câu 1 cho đến câu số 5, đặc biệt từ câu 1 cho đến câu số 2, chúng ta tìm thử cái động, các động từ ở trong này. Từ câu 1 câu 2 nhé. 2, 3. Tuyệt vời, chúng ta đọc một câu 1 đến câu 2 thôi. Cái từ câu 1 đến câu 2 ở tại đây ấy, chúng ta tìm được bao nhiêu động từ? Một là gì nhỉ? Hai là gì nhỉ? Ba là gì nhỉ? À đúng rồi. Rồi rồi ba là gì? Tiếp đi, cứ tiếp đi, cứ tiếp đi. Vui vẻ hớn hở. Gọi tạm gọi là một, bởi vui vẻ hớn hở là hai từ giống nhau. Đồng nghĩa. Thứ ba là ca tụng. Như vậy ở đây chúng ta tìm được bốn cái động từ chính. Đấy bây giờ dễ chưa đã, dễ chưa đã? Cái giờ ấy, lấy động từ làm trung tâm lấy cái gì nhỉ? Cái là ai đang cảm tạ ai? Ai, con sẽ quật lại cái gì? Việc lạ lung cuồng ai? Con sẽ làm gì? Đó, cái bây giờ đấy, đối trọng số 1 là con. Thứ hai ấy là bốn cái động từ cơ bản. Bốn cái động từ này ấy, gọi là sự ngợi khen. Đời sống của bây giờ chúng ta bắt đầu suy ngẫm. Bây giờ bắt đầu suy ngẫm. Đời sống của một người ngợi khen Đức Chúa Trời. Cái vậy là ngợi khen là như thế nào? Nhiều khi định nghĩa chứ ngợi khen mình bị định nghĩa sai. Mình bảo ngợi khen là hát những bài nhảy tưng tưng lên đấy. Không phải đâu. Đừng nhầm. Nhiều khi ngợi khen là đi đến hội thánh để cùng ngợi khen Chúa. Hát những bài hát vui vẻ. Không phải. Có là một phần của sự ngợi khen. Nhưng Kỳ Kiên 9 chương câu 1 đến câu số 2 ấy, chỉ cho chúng ta một đời sống ngợi khen là gồm 4 cái động từ này. 4 động từ gì nhỉ? Ok. Vừa rồi các bạn lên đây nói rằng là wow, em học cái chương trình thanh niên tinh nhuệ thật là hay. Các bạn có đang khen chương trình ấy đúng không? Đúng không? Cái đấy là khen, đúng không? Em cảm ơn Chúa về chương trình đó. Đúng không ạ? Đấy là khen cái chương trình đó. Ok. Bây giờ ấy, nếu như một cuộc đời của một người khen Chúa thì không cần thiết, nếu như các bạn ấy khen cái chương trình đấy, không nhất thiết các bạn ấy phải sáng tác một bài hát để khen chương trình đấy, đấy là đỉnh cao quá. Đúng không ạ? Như này cháu lên 15 cháu học thanh niên tinh nhuệ rồi bắt đầu. Không cần thiết. Nhưng mà khi cuộc đời của một người ngợi khen Chúa không nhất thiết là chỉ là hát. Nhưng còn gì nữa? Sự ngợi khen Chúa gồm cơ bản 4 điều sau đây. Mấy điều ạ? 4 điều sau đây. Điều thứ nhất, hết lòng cảm tạ. Tại sao phải hết lòng? Bây giờ mình mới đi suy ngẫm. Tại sao phải hết lòng ạ? Bởi vì không phải lúc nào cũng dễ cảm tạ. Không phải lúc nào cũng dễ cảm tạ. Bởi vì cảm tạ nó đòi hỏi một bản lĩnh rất lớn. Đúng không ạ? Cứ thử sống một cuộc sống cảm ơn chồng, cảm ơn vợ mà xem. Nó đòi một bản lĩnh rất lớn. Đúng không? Không phải lúc nào người ta làm cái việc, lúc nào vợ mình dọn cơm ra cho mình ấy, mình cũng có thể có đủ bản lĩnh để nói cảm ơn em đâu. Bởi vì nhìn cái mặt cái ghét. Nhưng lúc mặt cái ghét đấy mà mình vẫn có đủ bản lĩnh để nói cảm ơn, thì đấy mới gọi là cảm ơn. Đúng không ạ? Tôi không ý nói vợ tôi đâu nhé. Là vì trong cuộc sống hôn nhân chúng ta cũng thế mà. Trong cuộc sống, nên chính vì thế, trong cuộc sống của chúng ta, khi nói đến sự cảm tạ, chúng ta cần sự hết lòng ở chỗ đấy.
Bởi vì lấy hết cái bản lĩnh của mình để có thể liệt kê những điều mình cảm ơn Chúa. Đời sống của một sự ngợi khen nó gồm cơ bản 4 điều. Thứ nhất là cảm tạ. Cái thứ hai là thuật lại. Thuật lại những gì ạ? Thuật lại những việc lạ lùng Ngài đã làm. Đời sống của một người kêu Chúa mà chỉ có mỗi một bài làm chứng tin Chúa không thôi ấy, thì có nghĩa là bạn đã từng kêu Chúa ngày đó. Còn đời sống của một người kêu Chúa là một người cảm tạ Chúa với những việc lạ lùng Ngài còn đang làm, Ngài đã làm trên cuộc đời của mình. Đấy là sự ngợi khen. Vừa rồi chúng ta học lớp hôn nhân và chúng ta được thầy Eben Chua dạy về một đời sống cầu nguyện hàng ngày. Cầu nguyện hàng ngày, và thầy Eben Chua nói rằng một trong quy trình 4 bước cầu nguyện hàng ngày, việc số 1 là cảm ơn Chúa về những gì diễn ra trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa về lớp học thanh niên tinh nhuệ ngày hôm qua. Cảm ơn Chúa về việc Ngài đã dùng cách này, dùng cách kia. Cảm ơn Chúa về những điều mà Ngài làm trên cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài chu cấp cho cuộc sống của chúng con. Chúng ta nghĩ về cuộc đời của mình mà xem, nhiều khi ấy, chúng ta không nhận ra có nhiều điều mình cần cảm ơn Chúa. Nhưng mà vừa rồi tôi xem một cái video nói về phóng sự về đất nước Cuba đang sống trong thời tem phiếu, đang sống trong thời tem phiếu của năm 2023. Ồ, nói đến chữ tem phiếu phát là nhiều người chúng ta nhớ ngay ra cái thời đó. Năm 2023 mà đất nước Cuba vẫn đang sống trong thời tem phiếu. Hàng ngày vẫn phải đứng xếp hàng ở trước cửa mậu dịch để nhận được mỗi một người một cái bánh. Nếu bạn có tiền thì nhịn ăn cái bánh đó để bán cái bánh đó cho người khác và bạn có được ít tiền. Thanh niên không nhớ, không hiểu ngày tem phiếu là ngày gì đúng không? Không hiểu đúng không? Nhưng mà các cụ ơi, nói xem cử xem cái đất nước Cuba, tôi xem xong tôi mới thấy, ôi Chúa ơi, con biết ơn Ngài vì con được sống ở Việt Nam. Có nhiều điều biết ơn Chúa vô cùng. Con biết ơn Chúa vì con mở nước ra một cái là có nước, trong khi biết bao nhiêu người là phải đi lấy nước ở mãi tận đâu mới có được tí nước để uống. Ngày hôm nay thì mình phàn nàn rằng tại sao có máy lạnh nhưng mà máy lạnh thì nó lại không được mát. Trong khi mình hoàn toàn có thể cảm ơn Chúa vì Ngài không những cho con có quạt mà còn cho con có cả máy lạnh nữa. Đời sống của một người cảm ơn Chúa và thuật lại những gì mà Ngài đang làm. Thì khi chúng ta làm được hai cái việc trên thì cái việc dưới nó rất là dễ. Còn nếu chúng ta không làm được hai cái việc trên thì cái việc vui vẻ hớn hở đấy thì có mỗi một cách duy nhất thôi, là hai ba yo vui lên nào, hai ba yo vui lên nào, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, lệ tràn ướt mi. Đúng không? Cái vui đấy chỉ là vui vô vô thôi, chứ không phải là cái vui từ bên trong vui ra. Đúng rồi, rất đúng nhỉ. Muốn vui từ bên trong vui ra thì phải làm thế nào? Hai cái bước này này: hết lòng cảm tạ và thuật lại những việc Ngài làm. Khi chúng ta làm được hai cái bước này, lòng của chúng ta bắt đầu vui vẻ hớn hở. Khi lòng của chúng ta bắt đầu vui vẻ hớn hở, chúng ta quyết định rủ nhau đến hội thánh, thì cái bước số 4 mới là cái bước đi nhóm ca tụng. Đến đây đâu cần phải một ông nói vui lên nào, thầy phải phá băng thêm tí nữa em mới vui được. Chưa vui, ok, không cần. Nếu chúng ta làm được 3 bước kia ở nhà ấy, thì đến nhóm chính xác như điều bạn Nhung bạn ấy nói. Chỉ cần đến gặp nhau với nụ cười của những người vui vẻ hớn hở thôi là lòng em đã cảm thấy được Chúa, được yêu, được ngợi khen rồi.
Và đó chính xác là điều bạn Nhung bạn ấy cảm nhận được trong hội thánh chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa bởi vì chúng ta đang sống với điều đó. Và chúng ta cần phát triển điều này luôn luôn trong cuộc đời của mình. Lòng vui mừng của sự ngợi khen Chúa khiến cho sự nhóm lại của chúng ta có những bài hát ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Đấy là chất của người làm cho sống. Amen. Như vậy chúng ta nhận ra có vài điều chúng ta rút ra bài học ở tại đây. Rất đơn giản. Bài học số 1, suy ngẫm lời Chúa và tìm cái gì nhỉ? Tìm gì cả nhà? Động từ. Động từ làm trung tâm, danh từ làm đối trọng. Sau khi tìm được rồi chúng ta làm gì? Suy ngẫm. Sau khi suy ngẫm xong chúng ta làm gì? Áp dụng. Ông bà anh chị em, một cuộc đời của một người theo Chúa, một trong những cái thử thách giúp cho chúng ta xác định đức tin của chúng ta ấy, đó là sự dâng hiến. Đó chính là sự dâng hiến. Tôi từ ngày rất trẻ, cảm ơn Chúa, 19-20 tuổi đã được học cái bài học dâng hiến. Và bởi vì từ 19-20 tuổi được học cái bài học dâng hiến và mình biết được rằng đây là cách để Chúa dạy mình và mình cần phải tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và tôi cảm ơn Chúa khi mình nhìn thấy cách mà Chúa chăm sóc mình những ngày tháng vừa qua. Ông bà anh chị em, sự dâng hiến là chìa khóa của việc thử thách đức tin. Khi chúng ta thuật lại những việc Chúa đang làm, cuối cùng là để nhận ra rằng Chúa đang nắm chắc cuộc sống của chúng ta trong tay Ngài. Vì sự dâng hiến cơ bản ấy, là có hai sự dâng hiến cơ bản. Sự dâng hiến số 1 ấy, là dâng hiến phần 10. Và sự dâng hiến thứ 2 ấy, là lạc hiến. Dâng hiến phần 10 dùng để nuôi người Lê Vi và để lo công việc hội thánh. Còn lạc hiến là sự dâng hiến theo lòng cảm tạ. Như vậy sự dâng hiến nào nhiều hơn? Thực ra là lạc hiến nhiều hơn. Bởi vì đấy là dâng hiến theo lòng cảm tạ. Tôi muốn chia sẻ điều này với hội thánh và khích lệ ông bà anh chị em. Đây là cách để chúng ta sống đời sống ngợi khen. Ngợi khen Chúa với những gì mình có. Hội thánh chúng ta từ ngày chuyển sang đây đến nay là được 3 tháng rồi. Và mọi sự dâng hiến của hội thánh đều rất là công khai ở trong nhóm Zalo của hội thánh. Chỉ có một sự là không công khai ở trong đó, là gia đình mục sư Trung dâng hiến một khoản tiền rất lớn. Bao nhiêu nhỉ? 200 triệu bao nhiêu đó. Là không thấy ghi ở trong đấy thôi. Còn mọi thứ là đều ghi hết ở trong đó. Tôi vừa rồi nghe câu chuyện của mấy anh em nhân sự hội thánh, thì tôi cảm thấy rằng hội thánh chúng ta cần cầu nguyện. Và chúng ta biết ơn Chúa về việc là chuyển sang phòng nhóm này. Chúng ta được có một nơi nhóm rộng hơn, không có anh em nào phải ngồi dưới đất trong lúc nhóm nữa. Phòng nhóm bên kia của chúng ta ngồi 70 người là tôi thấy có nhiều buổi là anh em đi nhóm xong phải ra về, không nhóm được. Hoặc hội thánh mà nhóm được thì anh em trung tâm lại không tham gia nhóm được, cho nên là phải đi ngồi ở chỗ khác. Chúng ta cầu nguyện Chúa, xin Chúa cho một phòng nhóm lớn hơn và Chúa cho phòng nhóm lớn hơn. Thường thường sự dâng hiến trong hội thánh của chúng ta khá là ok, cho đến khi vừa rồi chúng ta sửa phòng nhóm, số tiền nó quá lớn, tổng số lên đến tận 600 triệu, trên 600 triệu. Và nó khiến cho quỹ của hội thánh khủng hoảng trong thời gian ngắn. Trong quá trình khủng hoảng đấy, thì hội thánh của chúng ta có hai nhân sự chọn thời gian là thầy Hải và cô Mít. Là hai nhân sự chọn thời gian và hội thánh phải chịu trách nhiệm trả lương mặc dù là số lương rất nhỏ. Còn như tôi và mục sư Trung đều là những người
chỉ đóng vai trò giảng dạy, cho nên là không nhận lương và hỗ trợ chu cấp hội thánh. Cho nên chính vì thế là tôi hoàn toàn là ăn cơm nhà đánh giặc, bởi vì Chúa chu cấp cho mình một công việc làm việc tốt, và cuối tuần thì tôi mới có thể đến hội thánh được. Chứ trong ngày bình thường thì tôi không thể đi thăm ông bà anh chị em được, không thể đến được, bởi vì tôi đi làm. Nhưng mà chúng ta, hội thánh của chúng ta để có được cái ngày hôm nay là bởi vì có những người nhân sự chọn thời gian và phục vụ trong hội thánh. Họ cũng có gia đình, cũng có con. Vừa rồi tôi nhận ra rằng là hội thánh bị khủng hoảng tài chính trong thời gian ngắn. Và những người nhân sự hội thánh đấy là những người đầu tiên cắt lương của mình và không nhận, không có lương từ tháng 7. Và tôi thấy ô, không có lương từ tháng 7 nhưng con họ vẫn phải ăn. Và tôi cảm thấy rằng là cái này là khủng hoảng đấy. Cho nên tôi kêu gọi ông bà anh chị em cầu nguyện, suy nghĩ và dâng hiến cho cái phần thiếu của hội thánh, để hội thánh chúng ta vượt qua được giai đoạn ngắn hạn này. Chứ nếu như chuyển sang một nơi mới mà trong giai đoạn ngắn hạn mà không vượt qua được thì sẽ gặp khủng hoảng. Tôi rất biết ơn Chúa về những người như Khề Hải, Cô Mít phục vụ trọn thời gian trong hội thánh và không nghe họ phàn nàn một câu nào trong cả 2 tháng qua, đến nay là 2 tháng rồi. Cả 2 tháng qua không nghe họ phàn nàn một câu nào. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra điều này vào ngày hôm qua mà thôi. Tôi kêu gọi ông bà anh chị em hãy cầu nguyện và dâng hiến để hội thánh có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này. Được việc số 1. Và cầu nguyện cho những người phục vụ Chúa chọn thời gian cho hội thánh. Tôi bởi vì tôi không phải là người nhận lương hội thánh nên tôi cảm thấy rất dễ dàng để nói chuyện câu chuyện này. Nhưng anh em thì cứ âm thầm và phục vụ và không thấy họ phàn nàn gì, nhưng sẽ là điều không đúng nếu như chúng ta không quan tâm tới người Lê-vi. Đúng không ạ? Amen. Mình có khiếu nhưng đừng để người Lê-vi khiếu. Chúng ta cứ để ý trong lịch sử hội thánh mà xem. Lúc nào người Lê-vi khiếu là lúc đó đất nước khiếu. Lúc nào người Lê-vi được chăm sóc cẩn thận là lúc đó đất nước được hạnh phúc. Amen. Cho nên đừng để người Lê-vi thiếu. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cuộc sống của tôi kinh nghiệm rất nhiều sự dâng hiến cá nhân. Từ ngày hầu việc Chúa đến nay là 20 năm rồi. Và Chúa cũng cho tôi có một công việc làm tốt. Cho nên chính vì thế, ngày bình thường trong tuần tôi không thể đến hội thánh, không thể thăm viếng ông bà anh chị em, không thể đến cầu nguyện cho ông bà anh chị em được. Nhưng mà những ngày bình thường trong tuần thì những người Lê-vi phục vụ vẫn ở tại đây, phục vụ anh em ở tại đây. Cho nên hãy cầu nguyện và khích lệ ông bà anh chị em hãy hỗ trợ những người Lê-vi bên cạnh mình. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam 25 ngày nữa sẽ là ngày đại hội của Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam. Và đây sẽ là đại hội cực kỳ quan trọng từ ngày thành lập Hội Thánh cho đến nay. Bởi vì đây là ngày mà chúng ta có lẽ sẽ nhận tư cách pháp nhân lần đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh. Có nghĩa là chúng ta trở thành một tổ chức có tư cách pháp nhân với nhà nước. Đó chính xác là lý do tại sao vừa rồi mà chúng ta có đi thống nhất pháp luật với Hội Thánh là chỗ với nhà nước là chỗ đấy. Và ngày cuối tháng này, ngày 27, 28 tháng 9 thì chúng ta sẽ có đại hội tổng hội Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam. Đây có lẽ sẽ là Hội Thánh Việt Nam đầu tiên không có trụ sở ở nước ngoài. Có nghĩa là Hội Thánh do người Việt Nam lập ra. Đầu tiên được cấp giấy tư cách pháp nhân. Có nghĩa là chúng ta không có cái ông nước ngoài nào đứng đằng sau cả. Cho nên chúng ta, nó sẽ đánh dấu một mốc khá quan trọng của Hội Thánh Việt Nam nói chung. Bởi vì Hội Thánh Việt Nam nói chung, đây sẽ là Hội Thánh đầu tiên của người Việt Nam được lập do người Việt Nam lãnh đạo. Cho nên đây sẽ là một dấu mốc cực kỳ quan trọng để các đại biểu cộng với lại việc tiếp nhận giấy phép được diễn ra. Mỗi một ngày 10.000. Chúng ta người không có thì có thể tiết kiệm 10.000 đấy
và đến cuối tuần có thể dâng hiến riêng đưa cho cô Mít để cô Mít chuyển vào tài khoản của mục sư Thành. Hai là có thể chuyển trực tiếp cho tài khoản của mục sư Thành, chúng ta sẽ nhắn ở trong nhóm Zalo cho mục sư Thành 10.000 đồng mỗi ngày. Ba là làm luôn một cái 25 ngày 250 cho nó nhanh, đỡ phải mất công để mỗi lần để lấy phí chuyển khoản mất 1.000 nữa để lại thành 275. Khích lệ ông bà anh chị em chúng ta làm điều này. Hội thánh AC Chiên là một trong những hội thánh mạnh trong tổng hội thánh Tin Lành Liên Truyền Giáo Việt Nam. Cho nên là hy vọng rằng thành viên trong hội thánh AC Chiên thực hiện điều này để giúp cho tổng hội của chúng ta được diễn ra một cách dễ dàng. Chúng ta biết đây là hội thánh không có yếu tố trụ sở của ông Tây nào đó đứng đằng sau cả. Hoàn toàn là từ các mục sư lãnh đạo chúng ta đầu tiên. Tôi nhớ mục sư Song ngày xưa khi ra Bắc mở hội thánh. Lúc ra đây thì lãnh đạo giúp đỡ dạy dỗ anh em. Lúc ra về thỉnh thoảng vẫn còn chở gạo đi bán. Nhưng hành trình đó từ những ngày đầu tiên đó được Chúa chúc phước cho đến ngày hôm nay chúng ta có hội thánh AC Chiên và hội thánh Nguồn Phước. Hai nhánh từ chỗ lúc đầu tiên mục sư Song ra, Má Thu ra. Và Nguồn Phước nay cũng hơn 20 hội thánh, AC Chiên nay cũng hơn 20 hội thánh nhỏ. Hy vọng rằng tất cả chúng ta làm được việc này thì chúng ta sẽ giúp cho tổng hội của chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử nhận giấy tư cách pháp nhân một cách tốt lành. Amen ông hội thánh. Chuyện này làm dễ không ạ? Nếu mà chúng ta cùng làm thì nó sẽ rất dễ để gánh nặng không rơi vào những thầy tế lễ. Amen. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên cầu nguyện nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc thánh chung với nhau. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.